Sao con? Câu gì vậy? Con Út. Hương con Út à hả? Để trang á. Út đang làm gì vậy? Cà chua, dưa leo, tỏi, ớt này nọ. Út đang làm ăn hả? Dạ. Làm nước mắm. Còn cái gì đó, rồi, rồi. Thì... người con coi nào vậy? Con coi vậy, con coi gì nữa? Coi mẹ hát đi, coi mẹ hát đi. Không coi mẹ hát hả? Thịt heo của John. Thịt heo của John, what did you put in there? Trời ơi, giờ nó lướt điện thoại tôi như là nó lướt đó hả? Trời ơi, coi cái tay bà lướt điện thoại kìa, đó, dữ chưa? Bà đang kiếm cái bà muốn coi đó. Xong. Xong. Sữa đặc. Tự nhiên cái điện thoại Ngọc Ngọc đang để cái nó chạy ra cái nó bấm. Đang suy nghĩ coi để gì cũng chẳng. Được không? MSG. Bột nêm. Nước nữa. Gì đó mọi người. Cái này là it's in there for 2 hours. Cô Út sao? Út đó, con đang coi Út, con muốn coi clip khác hả? À, muốn coi clip khác của Út quá hả? Trời ơi. Đây phải ấy cũng 2 tiếng 3 tiếng. Đây nè, phải bấm vô này nè. Đó, rồi mới lựa được. Rồi lựa clip muốn coi đây. Cho nè. Does this Mẹ. Thầy đó mẹ đang thăm đồ ăn đó, con ngồi con đợi đi, con ngồi con coi con đợi đi rồi mẹ chờ mẹ. Ừ, ngồi lúc này mẹ lấy cơm cho. Út nè. Nó nói hello cô chú con coi Út nè đó. Đâu Út đâu cho cô chú coi coi. Rồi con bấm 87 rồi. Bấm. Rồi đâu Út đâu cho cô chú coi coi. Không kênh này nè. À không kênh này nữa không rồi thôi. Ủa bà lành dễ sợ luôn, vừa mở camera lên bà thấy bà trong camera cái bà hello cô chú con đang coi Út nè trời đất ơi. Lớn lên. Phe rồi nữa. Phe mình đang làm gì nữa, biết mở camera lên là biết quay là phải nói chuyện. Ướm ăn thì chứ. Ồ. Sao? Rồi ngồi đi nha, mày lại mày lấy cơm lấy đồ cho ăn đi chưa? Cơm với mẹ nha. Ủa? Chưa. Thơm. Thơm không? Dạ. Thơm đã nhưng mà thơm mùi gì? Thơm mùi yellow. Cái gì thơm mùi yellow? Con nói thơm mùi thịt kho. Thơm mùi thịt kho. Trời ơi, tôi vừa bưng thịt kho lại cái đó là ba thử bên đó. Thơm. Ghê không? Thơm. He wants to play. Ran go away. Rồi đưa cho mẹ đôi đũa này của mẹ. Sao mẹ cảm ơn con. Mẹ muỗng đâu? Muỗng đây, muỗng của chay đây. Bây giờ mẹ chế nước thịt vô cho chay nè. Thôi đó nè, chờ mẹ. Đứng. Ngon quá. À, ngon quá hả con? Đã thịt, mami. Con nói sao? Please, đúng rồi đây mẹ, chờ mẹ chút, mẹ cho. Mẹ để mẹ sắn thịt cho nha. Sắn tay cho. Ờ, sắn tay áo lên luôn hả? Ôi trời, nó sẵn sàng, nó sắn tay áo lên, nó ăn đó cô chú. Ôi trời nó. Ôi ơi con kìa. Ở ăn phải chưa? Bây giờ bà tự thấy bà trong camera là bà tự nói chuyện luôn, thấy ghê bà không? 2 tuổi dữ. Ủa chay mấy tuổi rồi chay? Ngon không? Dạ. Nhưng mà chay mấy tuổi rồi? Chay mấy tuổi rồi. Ăn cái cà mẹ. Biết rồi nhưng mà mấy tuổi rồi? Cái đó là tên, còn tuổi á. Bữa giờ mẹ mới dạy con 2 ngày nay đó, hôm qua tới nay nè. Là con mấy tuổi? Con nói dạ con 3 tuổi. Thơm không con? Dạ, thơm bên kia. À, thơm bên kia hả? Ngon không? Dạ. Hay mẹ cho chay miếng cá nha. Dạ. Cá ngon lắm á. Cá ngon lắm. Cá kho ngon lắm. Cá này là cá kho tổ đó con. Cá kho tổ. Con nói đi, cá kho tổ. Cá kho tổ.
chay mai mốt phải ăn canh chua cá kho tộ nghe chưa? Dạ. Rồi, rồi tự động hốt đi. Mẹ cho con. Ừ, mẹ chỉ cho con. Mẹ cho con. Rồi, con tự động con hốt đi, hốt xác tụi nó đi. Ăn đi, cho cô chú coi coi. Hốt. Nóng phải thổi chứ, mình khi trước khi ăn mình phải phải liều lượng được, mình phải biết mình thổi chứ. Làm sao? Ngon không? Dạ. Ừ, tự ăn cho cô chú coi. Con cá chết trời. Hả? Con cá chết trời. Con cá chết rồi hả? Ừ. Mời cô chú con nó đi, mời cô chú. Mời cô coi. Ăn cơm với con. Ăn cơm với con. Con ăn con ăn cá kho tộ. Ăn cá kho tộ. Khi nói chuyện phải nhìn vô camera. Đúng không? Khi mình nói chuyện mình phải nhìn vô camera. Muốn điện đó cô chú. Muốn thổi mẹ. Hả? Điện thoại mẹ cái bên con kìa. Muốn coi bác sĩ. Muốn coi điện thoại bác sĩ hả? Ừ, ngồi xuống mở cho. Trời mở ơi. Lên. Trời ơi, muốn coi điện thoại mẹ nha, trời ơi. Con nói mẹ ơi. Ừ. Mở cho con coi bác sĩ gì? Bác sĩ màu pink. Bác sĩ màu pink hả? Bác sĩ màu pink là gì ta? Cái chương trình đó là chương trình gì ta? Ai á nè. Thịt. Thịt trên bụng. Ừ, ăn luôn. Thôi, coi eo xà mấy cấp nha. Dạ, không. Không hả? Rồi bác sĩ. Rồi bác sĩ, ok, rồi bác sĩ. Doctor Toy Review nha. Rồi nào bác sĩ nào. Rồi coi nào. Rồi, con bác sĩ đây. Bác sĩ nè. Mở, mà thấy đó. Nổi quá. Trời ơi, chay đang lựa cá, chay ăn đó cô chú, trời ơi. Trời ơi, mày tự hào gì chay quá à. Kẹo ăn kẹo hết chứ ăn kẹo luôn. Ăn kẹo hết luôn không? Dạ. Nè. Ăn kẹo hết chứ ăn kẹo. Cá nữa nè. Cá đó. Ăn cá đi con. Con ăn là phải nhập con à. Con nhập. Nè ăn cá nữa nè. Không hả? Đủ hả? Đủ. Mẹ ăn. Ngon quá. Nó ngon ha. Dạ. Con nói cá kho tộ Việt Nam. Cá kho tộ Việt Nam. Ừ. Món này Mỹ làm gì có? Nói chuyện với cô chú đi. Hỏi cô chú nào có khỏe không? Ừ. Ăn cơm vô nữa. Nè khăn giấy nè. Cái gì vậy con bỏ gì à? Cái này thịt mà. Thịt mà. Mày chắc cá mềm hơn, thích ăn cá hay gì? Là con đi tắm với anh với chị làm sao? Bơi làm sao? Bơi vòng luôn hả? Dạ. Con hồi nãy con tắm với mấy chị? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Trời ơi, gì tắm gì với nhiều người dữ hả? Tắm gì tắm với 10 người dữ hả? Mấy người? 1, 2, 3, 5, 6 Hai người rồi hồi nãy con bơi có vui không? Hồi nãy là con bơi là mẹ không có thời gian, là tại vì trong thời gian con bơi là mẹ phải tranh thủ mẹ làm việc. Cô chú gọi điện thoại cho mẹ quá trời luôn, mẹ phải trả lời điện thoại, mẹ phải gọi người này người kia, mẹ phải nói chuyện điện thoại người này người kia, nên mẹ không có quay cho con bơi cho cô chú coi được. Nãy bữa nay là xém quên cái giờ bơi của chay nữa đó chứ. Không người chú nữa. À không cô chú nữa hả? Mẹ để điện thoại vậy thôi chứ mẹ đâu có quay con đâu. Không quay con.
không quay con nữa, đâu có quay con đâu. Nó biết điện thoại đang quay nó, coi nó được không. Bây giờ nó không chịu quay nó nữa kìa. Không chịu thôi. Muốn coi nè. Ok, đi. Chay mới ngủ dậy cô chú ơi. Hiện tại bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối rồi. Hôm nay quay video clip đăng lên hơi trễ. Trời hôm... Hả? Đi coi nè, chưa. Tới ngày mười mấy mới có anh nè, nay chưa có không? Còn mấy ngày nữa mới có, hình như thứ bảy chủ nhật mới có. Mà anh ngại sao? Hôm nay trời cũng không có nắng, ui. Kệ nó về khỏe nè, chứ thường thường mà bước ra giờ này là nắng. Nắng. Ờ, hết nắng rồi, xệ phẻ nè con. Sao cái áo làm gì dơ dữ vậy? Hồi nãy con ngủ ngon không? Nãy là chay với mẹ, trời ơi ngủ một giấc từ mấy giờ ta? Ngủ một giấc từ 4 giờ cho tới 6 giờ. Chưa, Anna chưa có đó. Đợi tới cái ngày mấy á anh? Cái ngày mấy á Anna mới có đó con? Cái gì? Đi đâu? Thôi có bà mặc cái quần này, bà mà mặc cái quần này là cô chú nào cũng muốn quýnh cái đít bà ăn cái. Không có ai nè, chưa tới. Đi đâu? Trời ơi, giờ nói chuyện là quẻ quẻ quẩy cái tay rồi thay kia biểu hiện cảm xúc này kia dễ sợ. Thôi đi vô. Đi lại đây ngay chỗ này nè. Cái gì? Đất gì đúng rồi. Quá. Con nói sao, con nói lại mẹ nghe coi. Nó nói đất gì so cute. Kêu nó nói lại nó không nói. Mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mấy con vịt? 1, 2, 3, 4, many. Many, let me see. Ờ đúng rồi, có nhiều con vịt. Đó. Con nói có nhiều con vịt. Con này dạo này nói tiếng Anh ghê thiệt chứ. Nó nằm nó toàn nói tiếng Anh không mà mình nhiều lúc mình quên á, cái mình cũng nói theo. Mẹ con hỏi là mẹ ơi cái gì á? Mẹ cái gì á? Cái đó là mà cái chắc cái miếng gì người ta bị rớt ra rồi nằm ở ngoài đường mẹ cũng không biết nữa. Con kiến kìa chay, con kiến kìa chay. Ê bậy, cái đó là bậy đó. Cái đó là không được rồi. Kiến đâu có làm gì con đâu mà con đạp kiến. Thôi không được, như vậy là mẹ không thích chay rồi. Tự nhiên kiến người ta đang bò, người ta đâu có làm gì chay đâu. Tự nhiên chay lại, chay lấy cái chân chay nó, chay đạp kiến là mẹ không thích rồi. Đạp kiến thì... Không, như vậy là không đúng. Sai. Wrong. That's wrong. Sai rồi. Con lại xin lỗi kiến đi. Mặc dù chưa đạp trúng nhưng vẫn xin lỗi. Tại vì mình đã có cái lòng không tốt là mình muốn đạp kiến rồi. Mặc dù mình đạp không trúng nhưng mà mình vẫn phải chạy lại mình ơi. Chạy đây xin lỗi kiến coi. Con đầu được đó không? Trời ơi, hung cái rồi nữa. Chạy xin lỗi kiến chưa? Lucky đụng mẹ. Rồi cho đụng Lucky đụng cái này gọi là gì quên này. Cái này nè, eo bầu à, cái này đụng gì? Lucky đụng cái đầu gối con hả? Dạ. Con Lucky nằm xuống. Lucky nằm xuống. Con nói ra cái này cái Lucky đụng cái eo bầu của mẹ là cái gì quên rồi, Trời ơi. Cái này là cái gì quên rồi cô chú. Cô chú có gì comment vô giùm cô. Bậy á, ra bậy á. Đụng cái cù chỏ. Lucky đụng cái cù chỏ của mẹ hả? Yeah. Cái gì kêu hả con? Nước vỗ, tôi sóng vỗ vô, vỗ ra cái làm cho con thuyền nó kêu đó. Đi đâu à? Đi lại đây. Đi đâu sao?
Có đi eo xà không? Đi eo xà lại đây. Đi eo xà không? Đây, vô đây, vô đây kêu ba rủ ba đi với. Đi vô đây rủ ba đi với. Kêu ba mặc đồ đẹp vô đi coi eo xà. Trời chơi chơi. Hai, chơi chơi cái ông đó là ông bị ông hai đứa con ông bị nhiễm đó chơi, đi vô nhà giùm mẹ cái. Không, đừng có đi lại gần ông đó, đi bây giờ, đi vô đi.